Vô các bạn, hôm nay mình là thử audio mới đây này, không biết có lỗi nữa không nữa, xin xui đi. Rồi, thì mình đã đổi mấy cái vũ khí của mình thành mấy cái này rồi, mình thêm thêm slot nữa, đó là cái súng này. Hiện tại mình có đủ súng chân luôn rồi đó, 4 slot nè. Đây là sẽ là cái súng để mình bắn thường nữa ha. Đây là cái súng để mà xuyên giáp, nó có hai loại đạn lận, này xuyên giáp với đạn thường, và đây, đó là đạn thường đó nha. Xuyên giáp mà ác nữa đó. Nói chung là cái này là một cái súng one shot rất là tốt. Và đương nhiên là mình sẽ không có xài cái ống nhắm rồi. Xài ống nhắm vô thì súng lại xấu không. Ô, gì? Thử. Ô, hụt quá. À, trúng này, mình chết trước đây này. Tôi ổn đạn quá. Cái súng này cái điểm yếu của nó là rất là ít đạn nha. Ờ, vậy đó. Rồi súng này nhiều đạn lắm, bắn đã lắm. Rồi, đây là cái gì? Gọi là cái gì ta? Né, mình nhớ gọi là gì. Nhưng cái này rất là tốt á. Nó dùng để one shot. Và một điều đặc biệt của cái này đó là không bao giờ hết đạn, nó xài đá. Ồ, đó là bạn mà hả? Chắc là vậy. Mình giải phóng xong khu Hà Tây rồi nè. Ở đây không phải cái tên Hà Tây đâu mà nhóm dịch ta đặt á, nhưng mà mình cứ đọc khéo đó gì đó. Rồi, giờ qua Hà Đông á. Là mình đã nói với bạn rồi tập trước đó. Lúc này kiếm tiền rất là đã luôn. Rồi mình sẽ qua bên này trước. Rồi kho báo rapper gì đó mình chưa lấy. Ờ, bên này còn kho báo không? Có đâu vô. À còn cái này. Ủa rapper nè. Hai cái lần hả? Ồ vậy thôi qua đây đi. Qua đây lấy cái kho báo này xong rồi mình qua bên hút bên Fay luôn. Rồi, cái game này các bạn không làm mấy cái này là không vui. Rửa chó này. Chị cha. Hello. Ủa? Hey. Well. Cái chiếc xe đi vô. Đó con thằng. Có hiểu. Chị nhắc liền. Chị giáp bắn tụi này như con hết. Này chứ. Vì là xong rồi. Có báo nữa. Xe mới. Rồi. Ủa tưởng xe gì chứ. Gì đây. Khi chú của rapper lại. Nhiều kho báo quá trời á. Bọn City đã cướp tất cả mọi thứ của tôi trong trường và con. Ồ, tội nghiệp quá. Bây giờ sắp lại tôi để hết dưới hầm. Có một lối mặt dẫn vào bông ke nhà xe. Ok. Ok. Nếu gì đặc biệt không? Đi chú hội thánh là của cái bọn cùng giáo á. Còn tính chứ lộn. Thăm dò thôi, không gì. Chắc gọi là. Đó, cái hầm. Thích này thế nào? Ngoài nó hơi ồn ha. Nhưng mà mình đã chỉnh audio lại rồi. Các bạn sẽ không nghe được ngoài kia đó. Mấy bạn chỉ nghe tiếng của mình nói chuyện thôi. Ừ vậy thôi là để bí mật ha. Rất là hài hước luôn. Quá trời bí mật luôn. Rồi nhạc nữa. Ê. Chắc là khúc đó mình cắt á. Biết nữa. Kệ để vô đại đi. Bị dính quyền thôi. Các bạn coi. Cho nó liền mạch xíu á. Rồi được rồi. Được xe rồi còn gì nữa. Mình có thể di chuyển nhanh qua mấy chỗ này. Ừ. Quay. Chỗ của mình di chuyển nhanh được không? Được không? Ừ được. Nhìn ngọn lẹ luôn. À bữa tao mình có thể lượm lại được nè. Chỉ cần đi lại nó thôi. Đây có kho báo gì nè. Con quỷ mình mới giết mất thêm mũi tên luôn. Đây. Sao có bằng chứng chứng minh hội thánh của chúng ta vào vụ cháu bé chết trên xe bus của chúng ta. Ồ oh. Sao có bằng chứng vào chỗ ống cống dưới kia. Cái bằng chứng à. What. Đâu à. Hey.
làm tao mất cái mũi tên. Có tao bắn rồi mày phải đứng lại nha. Vậy chị thấy rồi. À đây nè. Vớ gì đây? Vớ. Giết. Đó, giết nó. Thật sổ. Cạp tao đi không? Nội. Ừ cắn. Chuột. À. Còn quỷ thời gian nha. Chứ ra bằng mũi tên thì sẽ được nhiều thứ hơn. Ủa, trong này bắt khóa vô. Ủa vậy thôi đó hả? Mày nói có bằng chứng gì mà vụ giết người gì đó. Mày quỷ sứ đi xuống đây làm gì? Chứ đồ bao nhiêu? Đây đây đây. Nó đây. Rồi, móc mở khóa này là nhanh hơn rồi đó. Khi vượt qua được ngôi nhà ma này sẽ dần được các vật phẩm giúp ngươi chiến đấu. Rồi, vậy là nhà ma hả? Rồi, đi. Mình chuẩn bị chưa? Thí nghiệm nè. Nhà ma. Không thấy có gì đặc biệt hết đi. Rồi, vậy thôi đó. Ủa đó là người hay là mannequin vậy? Đang lại. Cái là mannequin á. Ừ mannequin. Ui. Zombie không giống zombie hết kìa. Giống người hơn. Chịu hết phát rồi. Ui. Hết hồn. Cái đó là hết hồn rồi. Này bật dậy là cái gì? Sợ quá, sợ quá, sợ quá. Ủa, thì nó có đánh chúng mình được không? Thử. Tự có đâm chúng mình không? Ủa, sao? À, không. Không đâm chúng mình. Trời ơi, hơi chóng mặt rồi đó. Ủa, cái chó à? Sao quá, ờ. Cái này sao quá. Cái gì chạy vậy? Cái này hơi ghê kìa. Rồi, có báo ở đây chứ đâu. Oh. Oh. Thì ra cái ông này là người Gia Tấn nè. Nó không tra tấn mấy cái thằng cuồng giáo, cuồng thánh rồi, cuồng giáo rồi. Để đây tra tấn rồi. Yêu. À đây đây. Tôi bị đuôi. Ok, xong. Đi thôi. Mình nghĩ là bắn lộn. Không thể nào mà vô cách em đềm gì được. Rồi. Đây. Ok, ok, tới liền. Cái này là clip nè. Khi đứng trong này mình sẽ bị ảo giác như ma tí vậy. Đây. Đứng lâu quá chết luôn á. Rồi giờ chó đâu? Người bạn yêu quý của ta đây. Mần thôi. Mần thở nhanh. Mình cần phải vô đây không? Hay là mình cần phải điều ngoài vô? Rồi, rồi thôi. Cùng đi. Ô, khai phát. À, xong rồi. They've been throwing themselves at these walls for days. Just won't let up. They really kicked open a hornet's nest. Trucks on the road. À, tao nghĩ thằng đó không cứu được nữa đâu. Chết trên đó xuống không gãy xương tiêu rồi. Rồi tiếp. Dù quá dù quá. Mà mình không có súng. Ừ. À đây. Ok. Gì đây. Quay 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 quay. Ê.
Đám xong. Đi nhặt lửa. Ê. Làm gì vậy? Có hiểu. Mình không leo được, tụi nó leo được, mình không được. Bên này. Ê. Gì cho hồi sinh chứ. Rồi. Rồi. Hell yeah. Cái này nó xong đúng không? Đâu nữa? Que. Mình ném bom mà này. Where? Mà gì dễ hơn. Rồi xong rồi. Tính lái ra giữa cho dễ bắn. Peggy scaled the wall, but we got him. Door. That doesn't look too bad. He'll be all right. Just keep pressure on it. You know, I was gonna retire last year. I was worried I'd get bored. Are you gonna introduce us, or we're just gonna stand around here all awkward and shit? Language! Oh, fuck off, Virgil. Not today. I have told you a vulgar mind is a sign of... You're not wearing your button! No, I'm not wearing it. I'll need a casualty report. We're cougars! We're really not. Look, I'm wearing my button. The sheriff is wearing his button. This person... I'm sorry, who is this? This is one of my deputies. I thought you said your deputies were taken. This one wasn't. They live in Eden's Gate a hell of a time from what I hear. That's so. Well, I hope you plan on pitching in. No room for freeloaders. Oh, Tracy's all right when she gets to know you. She's right about the work, though. There's plenty to be done around here. Just ask around. Good to have you back, Rook. Okay, then. I know you've heard stories about me. That I'm a liar. A manipulator. That I poison people's minds. Well, let me tell you a different story. A true story. There once was a young woman who had been ostracized by her community, bullied by friends, abused by her family. She took to a needle for help. She was all alone. She wanted to die. And then she met the father. He gave her hope and confidence. The father showed her how special she was. She was full of love and life. He gave her a new family, one that accepted her just as she was. The young woman no longer wished to die. She had been given purpose. One day, the father brought her here.
she had faith in him. He asked if she would be willing to die for him. The young woman who very much wished to live was scared. The father told her this was her test. He would have faith in her if she had faith in him. So she closed her eyes and left. The father kept his word. The path to Eden is clear to those who have faith. Walk the path. You must have faith. Let go.